Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đây là thời không chi lực. Thời không chi lực. Không sai là thời không chi lực thần bí nhất trong tất cả thần lực. Ta hiểu rồi. Kết giới hồi phục lại rồi. Nhiếp Ly trước đây truyền cho chúng ta không ít vị trí của bảo vật. Chúng ta hãy chia nhau ra đi xem thử thế nào. Đây là Nai thời không. Đây chính là Nai thời không sao. Nghe nói có rất ít người có thể nhìn thấy được bọn nó. Kết giới ở bên ngoài là kết giới thời không bị đóng lại, cho nên mới có thể đem những Nai thời không này nhốt ở đây. Nai thời không có thể xuyên thoi thời không, trước đây có thể nhìn thấy một con cũng xem như là may mắn rồi. Không ngờ vậy mà còn có thể gặp được một đàn như vậy. Nhiếp Ly, ngươi thế nào rồi? Để ta trị cho ngươi.